Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Sony model BVH3001. Đây chính là máy VTR theo chuẩn định dạng 1 inch chip C. Do ra đời sau cho nên là model này có một số ưu điểm cũng như là nhiều tính năng hơn model trước đó, đó chính là BVH2000. Ở máy BVH2000, đòi hỏi chúng ta phải reading bằng tay rất là khó khăn và tốn nhiều thời gian. Còn ở máy BVH3001 này có chức năng reading bằng gió bán tự động, giúp giảm thiểu thời gian reading ở mỗi lần vận hành máy. Cũng giống như series BVH2000 thì model BVH3001 này được trang bị 3 kênh audio CF1, CF2 và CF3. CF1 và CF2 dùng để ghi âm thanh, còn CF3 này dùng để ghi timecode hoặc tín hiệu chỉnh máy. VU này dùng để chỉ thị mức video RF hoặc là mức tracking. Đây chính là các nút dùng để chọn âm thanh ngõ ra. Chúng ta có thể nghe là CF1, CF2, stereo 1-2 hoặc là audio 3. Audio 3 này chính là tín hiệu timecode. Đây chính là volume dùng để chỉnh âm lượng headphone và sẽ có hai vòng, vòng trong và vòng ngoài điều khiển âm lượng cho hai kênh. Máy này có thể được kết nối với lại bàn dựng phim. Ở đây có ba loại remote, đó chính là 1, 2 và 3. Và đây chính là hai công tắc dùng để bảo vệ tránh nhầm lẫn ghi băng. Đó chính là một dành cho audio và một dành cho video. Đây chính là panel điều khiển của máy và panel này được thiết kế rất là dễ vận hành so với lại model BVH2000. Đây chính là nút ghi băng, nút play, nút stop, nút standby hay còn gọi là ready. Đây chính là núm settle và drop dùng để tìm kiếm hình ảnh. Ngoài ra máy này còn có chức năng VA nữa và memory. Đây chính là cái phím dùng để dựng phim, assemble và insert. Insert thì có audio 1, 2, 3, tín hiệu đồng bộ và video. Và đây chính là cái phím dùng để cắt điểm đầu và điểm cuối của audio và video. Panel của máy này có trang bị thêm một số phím chức năng dùng để thiết lập một vài thông số của máy, rất là thuận tiện cũng như là chúng ta có thể nhập timecode. Phần panel có thể tháo rời được. Đây là chi tiết về các thông số của máy. Chúng ta có thể cài đặt những thông số này bằng panel điều khiển, bao gồm là Select Mode và Init Mode. Ngoài ra còn có Test Mode nữa. Điểm nhấn của máy này đó chính là tính năng reading bán tự động bằng thổi hơi gió. Đây chính là một phát minh của Sony. Đối với series BVH2000, chúng ta cần phải reading bằng tay tốn khá nhiều thời gian. Còn ở máy BVH3001 này, chúng ta có thể sử dụng tính năng reading bán tự động. Tính năng này sẽ giúp chúng ta giảm thời gian khi mà mỗi lần vận hành máy. Tính năng này sử dụng hai quạt gió và hai quạt gió này sẽ có tác dụng là thổi hơi. Và khi chúng ta xoay reel thì sẽ dẫn cái sợi băng theo những cái rãnh reading. Chúng ta không cần phải dùng tay như là những cái series trước. Ở series BVH2000 thì cái khe của đầu từ này rất là nhỏ. Chúng ta dùng tay reading sợi dây băng qua đây rất là khó. Còn ở máy BVH3001 này, hai con lăng dẫn băng này được đẩy xa nhau, giúp cho sợi băng dễ dàng di chuyển qua trống từ. Sau khi reading xong, chúng ta bấm nút ready thì là hai gui này sẽ kẹp vào theo hình dạng chữ Omega. Ở đây có một khe nhỏ, khe này dùng để dẫn luồng khí từ quạt phía trong máy ra bên ngoài. Gió thổi hướng này thì là sợi băng nó sẽ di chuyển theo, sẽ cong xuống. Sau khi sợi băng đi xuống đây, nó sẽ được một cái khe thổi ở đây, đẩy về phía trống từ. Dưới tác dụng của áp suất không khí, sợi băng sẽ di chuyển theo xung quanh trống từ. Sau đó sẽ có thêm một khe thổi khí nữa, thổi sợi băng, di chuyển qua đầu từ audio và trục cấp tăng. Khi sợi băng đã đưa đến đây thì chúng ta phải lấy tay, chúng ta đưa lên phần reel cuốn này. Đây chính là một loại reel đặc biệt chuyên dùng cho máy BVH3001. Chúng ta thấy là trong reel này nó sẽ có những cái lỗ. Và ở đây sẽ có 6 khe hở. Phía dưới trục của motor reel sẽ có một lỗ hút hơi. Và lỗ này được thông với lại một motor hút gió. Xung quanh trục reel sẽ có một đường dẫn không khí. Đường dẫn này sẽ hút hơi từ bên ngoài vào. Reel này sẽ được đặt sát vào motor, cho nên là không khí sẽ được hút vào đây.
và sẽ có luồng không khí từ bên ngoài đi vào những cái lỗ này và trở về sáu cái lỗ này. Thì áp suất chân không sẽ hút sợi băng dính chặt vào rêu mà chúng ta không cần phải dùng tay, chúng ta kẹp sợi băng giống như là model BVH 2000. Phần đầu từ audio được thiết kế theo dạng 3 head, bao gồm đầu từ xóa, đầu từ ghi phát và đầu từ phát. Sau trong đây có 3 biến trở dùng để chỉnh bias khi ghi audio. Và đây chính là pin roller. Đây chính là phần trống từ. Trống từ này sẽ có 3 cụm từ, đó chính là cụm từ xóa, cụm từ red playback và cụm từ playback. Trống từ của chuẩn định dạng một in tiếp C là mỗi cụm từ sẽ có 2 đầu từ, đó chính là một đầu từ dùng để đọc ghi tín hiệu và một đầu từ dùng để đọc ghi tín hiệu đồng bộ. Series 3000 này sẽ có 2 model, đó chính là BVH 3000 và BVH 3001. Model BVH 3000 là vẫn sử dụng tính năng đọc và ghi tín hiệu đồng bộ, còn đối với model BVH 3001 này thì là sẽ không cần đọc tín hiệu đồng bộ, cho nên là mỗi cụm từ này chúng ta thấy là sẽ có 2 mép từ nhỏ, nhưng mà mép từ đọc tín hiệu đồng bộ sẽ là mép từ giả và không có chức năng. Đây chính là tổ nguồn của máy, tổ nguồn rất to và có cấu trúc giống như là tổ nguồn của máy BVH 2000, tuy nhiên tổ này được đặt nằm ngang. Đây chính là nội thất bên trong của máy, bao gồm là 5 motor. Đây chính là 2 motor reel dùng để cuốn băng, sử dụng động cơ sạc vô rất to. Đây chính là motor trống từ. Đây chính là motor capstan. Và đây chính là motor IP. Tấm mạch chính giữa này đó chính là tấm mạch driver công suất dùng để điều khiển hai động cơ reel cuốn băng. Hai bên sẽ có 2 motor quạt gió rất to. Hai motor này dùng cho chức năng rigging bán tự động. Motor này có tác dụng là thổi hơi đẩy sợi băng vào trống từ, và motor này dùng để hút hơi, hút chặt sợi băng dính vào reel cuốn. Đây chính là hộp driver dành cho chức năng dynamic tracking. Và đây chính là tấm mạch driver công suất dùng để điều khiển động cơ trống từ và động cơ capstan. Đây chính là cái jack cắm phía sau của máy, bao gồm jack video, audio và các jack giao tiếp. Video sử dụng jack BNC, audio sử dụng jack ba lăng XLR. Máy BVH 3001 này được thiết kế theo dạng các cạc cắm, cho nên là những cái cạc này có thể được tháo rời ra khi chúng ta bảo trì. Đây chính là cạc audio in-out, mạch này dùng để đọc và xuất tín hiệu audio theo chuẩn ba lăng. Trên đây sẽ có mạch quét đại audio và có các mạch công suất gồm những con sò kéo đẩy xanh đen như vậy. Đây chính là cạc video in-out, trên đây sẽ có các mạch quét đại video. Đây chính là cạc remote song song. Trên cạc này sẽ có connector remote dùng để giao tiếp theo dạng bàn điều khiển song song chuẩn cũ. Rồi connector monitor select. Và đây chính là connector nối với lại bàn điều khiển TBC bên ngoài. Trên đây sẽ có các IC mở rộng chân, mở rộng IO. Đây chính là cạc serial remote. Mạch này sẽ giao tiếp theo chuẩn RS422. Các cạc này được cắm trực tiếp với mạch motor thông qua những connector này mà không thông qua dây dẫn trung gian, cho nên là sẽ tiết kiệm được không gian bên trong máy cũng như là giảm được nhiều tín hiệu. Các cạc có kích thước rất to so với cạc của máy BVH 2000 là do họ đã thiết kế lại và gom những cạc nhỏ lại trở thành một cạc to để cho máy trở nên gọn hơn. Đây chính là cạc SV90
Kẹt này là kẹt sạc vô dùng để điều khiển tốc độ và vị trí của động cơ trống từ, động cơ râm, động cơ riêu. Cấu trúc của nó trên đây sử dụng vi điều khiển nè, vi điều khiển rồi IC EEPROM, IC RAM và rất nhiều những IC họ 74. Đây chính là kẹt SI103. Trên kẹt này sẽ có hai phần. Phần bên phải này đó chính là điều khiển hệ thống. Phần bên phải này sẽ điều khiển tất cả các hoạt động và các tín hiệu trong máy. Trên đây có sử dụng vi điều khiển, hai vi điều khiển. Rồi có cả EEPROM và RAM, rất nhiều IC họ 74. Phần bên trái này đó chính là phần dùng để đọc và ghi thăm code. Trên đây có các CPU dùng để sử dụng cho việc thăm code, những CPU chuyên dụng của Sony. Đây chính là kẹt RD6. Kẹt này dùng để xử lý video. Trong đây cũng có rất nhiều linh kiện, cũng có vi điều khiển nè, rồi có RAM, có rất nhiều những IC họ 74, và ở đây là chính là khối analog. Cấu trúc nó rất là phức tạp. Kẹt này đó chính là kẹt BR91. Kẹt này là TPC loại thường. Thì máy này có hai option, TPC loại thường hoặc là TPC loại chất lượng cao. Trên mặt này sẽ xử lý tín hiệu video theo dạng kỹ thuật số, giúp cho hình ảnh trở nên ổn định hơn. Đây chính là kẹt CK26. Cũng là một mặt xử lý tín hiệu kỹ thuật số, nhưng mà chúng ta thấy là cấu trúc của nó cũng rất là nhiều IC họ 74NLS, rất nhiều. Bên này có cả phần xử lý analog nữa. Đây chính là kẹt VO16 hay còn gọi là video AO16. Trên đây cũng có rất nhiều IC của Sony, những IC hybrid màu cam như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận hành máy. Việc threading rất dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh thời gian threading giữa máy BVH3001 và máy BVH2000. Rõ ràng là ở máy BVH3001 này chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong sợi băng được gió thổi như thế nào.
đây chính là chương trình cũ. Bây giờ tôi sẽ cắt một tín hiệu vào máy và chúng ta sẽ ghi chương trình mới vào. Và chúng ta kiểm tra lại tín hiệu. Chúng ta thấy là hình ảnh rất đẹp, hình ảnh cực kỳ sắc nét, màu sắc rất là tươi. Thanh của máy này nghe rất hay, chất lượng của định dạng của chiếc xe này rất tốt. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu BVH3001. Đây chính là máy VTR theo chuẩn định dạng 1 inch chip C. Đầu này có tính năng Redline bán tự động bằng hơi gió, một thiết kế khá là độc đáo của Sony. Trong thời gian tới, nếu có thời gian, tôi sẽ làm clip tóm tắt giới thiệu về cách sửa một cái lỗi nhỏ ở máy này mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.